Dạ. Rồi, ngồi đây. Rồi, đi ra nói đi. Không, trước đây. Trước đây thì má cũng mỏng mắt làm sao má bé nó. Không, không, nói chậm lại. Trước đây nó bị sao, nó bị gì vậy? Nó té cái chân ở đây. Nó té, té là sao? Như nó té một chút mình từng ngày không biết sao nó não nó càng yếu thôi. Chân yếu thôi. Chân yếu hơn. Dạ. Rồi giờ đi, bây giờ mổ đây, cái này hồi trước là té là mai té rồi hả? Rồi, mai rồi, không sao. À, rồi bây giờ nó đi mình không được hay sao? Đi là khó, có người dịnh chứ không có người dịnh. Hồi trước thì không có. À. Nhưng sao thì sao, tới đi chứ nó càng. Nó bị bao lâu rồi? Hình như 2 năm nay. 2 năm nay hả? À, nhưng mà trước đó là bị tai nạn là bao lâu? Trước nó không có, kiểu như cái bé này nó đau hết bình thường, còn đang hơi lâu. Rồi hồi nhỏ là đã vậy rồi hả? Nhưng mà cái yếu từ mới đây thôi. Ờ, à, yếu ở đây thôi. Này thì không có gì. Ha, à, thì đi hơn một nó được. Rồi, dạ. Cái cổ nó cứ niễn niễn vậy đó hả? Nó niễn niễn xong mà cứ nó cứ ngước lên rồi. Trước đó có bị gì không? Không, ít. Con nhìn trước. Rồi xếp lên chút xíu. Ok. Rồi. Nó về đây nha. Con nhìn xíu. Rồi, lên nằm xuống. Dạ. Rồi, đầu đi. Đầu rồi, khỏi cần lắm. Chị ơi. Rồi, chị đánh đây, đánh đây. Chị ơi. Đứng qua bên này. Chị tránh qua bên này chị. Thôi đừng có gặp, để bệnh. Bệnh đó. Rồi, sửa lưng nó xem. Không phải rồi. Rồi, coi vậy. Rồi, yên nha. Rồi. À, đi về tôi đây mình đứng. Rồi. Bây giờ để cho nó đi nha. Một mình đi không? Chồng nhẹ thôi, để cho đi. Rồi, đi. Buông tay nó đi. Đó. Rồi. Đi qua đây con. Để đừng đứng ngồi, đừng đứng ngồi. Bác sĩ kêu con. Đi vậy con. Ở đây. Ở đây. Đó. Chị tránh đi. Chị tránh đi. Chị tránh đi. Rồi đi nè.
để cho nó tự đi. Dạ. Nè, bây giờ là chị tránh ra đi cho nó đi nè. Rồi con đi con, đánh dạng lên. Thì con đi được rồi. Rồi, ok. Ok. Rồi đi qua đây nè, qua thầy nè. Qua thầy. Đi mời chị về, mời chị lên đi ngồi đây. Rồi chị bắt điểm, lên đây. Rồi. Rồi chị thấy sao? Nó đi được ha. Trước đó là đi không được. Nó đi được nhưng mà nó phải kiểu như có nghỉ dịch. Nó dịch, bây giờ nó không dịch đâu. Giờ đi con lành. Thấy không? Nhưng mà chị đi với coi cổ nó đỡ chưa? Trước tới giờ nó chỉ ngứa ngứa, kêu nó xuống là cả vấn đề. Rồi giờ nó kêu ngứa, làm thử xuống coi. Xuống rồi. Mắt nó khỏi sức nè. Đấy, bây giờ đi được là phải rồi. Rồi. Rồi, thôi được rồi. Thôi, con lành rồi. Cảm ơn thầy, tôi chào thầy. Cảm ơn thầy, không vô. Mày, 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 bây giờ đi ngon rồi, bây giờ nó ngồi vậy cũng khác nữa không? Bây giờ nghe nhẹ rồi ha, bây giờ con đi tự nhiên bây giờ ngon rồi, bây giờ hết lựa chọn rồi. Ok, rồi, đúp. Ôi, quá trời ngon. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.